san bái ủ chi Ngày 357 Anh nghe phải nhắc lại cách nói Đúng, chính là cái vị này không sai Tuổi, 这个味道没错，对，就是这个味道没错，对，就是这个味道没错。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi về phía trước đại khái khoảng 200 mét. Hoàng chén dấu ta cài ở bái Mỹ. Chất liệu vải sờ lên. Miền lẻo mua chỉ lái. Dân mẹ đến tự chọn. 带他来，自己选。c h ấ rất mềm mại，面料很柔软。chuyên tâm c h 专心挑，专心挑。hai triệu nguyên văn là hai trăm vạn。 hai百万,两百万, tổng công ty phái đến, tổng công ty cử đến, Dùng công sư phải lái, xiên thì dê nướng, khảo giáng rầu tròn. không gấp không vội, bù trí ngồi một lát Rồi ý khuẩn, nhà đối diện kia tùy miền nể cha bốn mươi hai nghìn đồng sửa hoàn lẻo trên tuần năm 000 hai nghìn sứ hoàn Lần sau lại đến. Xa xứ giả giải lái. Trước giờ chưa từng ăn qua. Sống lái mới chứa quủa.